Thôi, chào mừng toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKMX Trần Thành Bình Phước của Trọng Thơ ngay ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay mùng 10 tháng 4 năm 2024, Trọng Thơ cập nhật chúng ta tình hình về văn phòng công chứng tại khu vực thị xã Trần Thành Bình Phước nha quý vị nha. Trước mặt Trọng Thơ là văn phòng công chứng Nguyễn Tú và văn phòng công chứng Đỗ Đình Hiến nha quý vị nha. Và đối diện văn phòng công chứng Đỗ Đình Hiến là văn phòng công chứng Gia Khang. Ở đây với bán kính 1 km vuông thì gồm có những văn phòng công chứng sau. Thứ nhất là văn phòng công chứng Huỳnh Trung Cang. Thứ hai là văn phòng công chứng Văn Quỳnh. Thứ ba là văn phòng công chứng Trương Thanh Hậu. Thứ tư là văn phòng công chứng Nguyễn Tú. Thứ năm là văn phòng công chứng Đỗ Đình Hiến. Thứ sáu là văn phòng công chứng Gia Khang. Thứ bảy là văn phòng công chứng Vũ Cao. Thứ tám là văn phòng công chứng trung tâm thị xã Trơn Thành, gọi là văn phòng công chứng Trơn Thành. Và thứ năm là văn phòng công chứng kế văn phòng tài nguyên, Trọng Thơ quên tên, xin nhắc lại. À, rất là nhiều văn phòng công chứng tại khu vực này và ở đây số lượng giao dịch đã ấm trở lại và đã tăng trở lại những vị nha. Hiện tại như tất cả các xe từ các tỉnh lẻ trở về với lại Trơn Thành Bình Phước và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thêm nữa là cái thị trường ở những anh em ở Tây Ninh và những anh em ở Hà Nội cũng đã vào thị trường Trơn Thành để bắt đáy và săn những bất động sản giá ngộp tại thời điểm này. Và ở đây thì giá bất động sản tại trung tâm thị xã Trơn Thành Bình Phước trong các phường giá hiện tại đang dao động, tính mét vuông thì dao động từ 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu trên 1 mét vuông tùy theo vị trí. Và đất ở trong khu công nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành Bình Phước giá dao động từ 4 triệu cho đến 6 triệu 1 mét vuông tùy theo vị trí. Khi quý hàng chúng ta quan tâm tới bất động sản tại trung tâm của thị xã Trơn Thành thì chúng ta nhanh tay nắm bắt cho mình cái cơ hội để chúng ta đầu tư tại thời điểm này khi giá bất động sản ở đây chưa hề tăng như vậy nha. Chưa hề tăng nhưng mà tăng tỷ lệ giao dịch. Có nghĩa là những trước đây thì có 100 sản phẩm giá ngộp thì ở thời điểm này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi như vị nha. Có nghĩa là đã được giải cứu, đã được giải ngộp và bất động sản cũng đã được hết căng thẳng. Đó, hết căng thẳng tại khu vực này. Trước đây thì nhu cầu của người mua ít và tại thời điểm này thì nhu cầu đã tăng và nhu cầu của người bán đã giảm quý vị nha. Thời điểm này một số chủ đất đã nghe rục rịch thông tin bất động sản chuẩn bị tăng giá trở lại thì đã ngưng bán này quý vị này, đã tăng giá sản phẩm lên này. Đó, thì chúng ta cũng thấy một cái thị trường ở đây cũng nhộn nhịp trở lại. Và đây cũng là tin vui của trung tâm của thị xã Trơn Thành và nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Và đặc biệt là tại Trơn Thành Bình Phước để thu hút cái lượng người dân quý vị ạ. Lượng người dân sẽ về đây lao động và có công ăn việc làm tại các khu công nghiệp. Ở tại Trơn Thành Bình Phước gọi là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bình Phước. Đây gọi là số 1 của tỉnh Bình Phước quý vị nha. Về công nghiệp thì gồm các khu công nghiệp như khu nghiệp Trơn Thành 1 và 2 tổng diện tích 197 hecta đã hoạt động từ năm 2004, khu nghiệp Minh Hưng 3, Minh Hưng Hàn Quốc tổng diện tích là 700 hecta đã hoạt động từ 2007 và tới thời điểm này mật độ phủ kín của hai khu nghiệp này đã là kín 100%. Và tiếp theo là khu nghiệp Shikiko Nhật Bản, tổng diện tích của khu nghiệp Shikiko là 1000 hecta hiện tại đang được triển khai làm hạ tầng và các công ty đã bắt đầu động thổ. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây có khu công nghiệp BKMX Trơn Thành, tổng diện tích của khu nghiệp này lên tới 4.633 ha, trong đó đất để dành cho công nghiệp là 2.400 ha, còn đất để sử dụng cho tái định cư, đất giao thông và đất thương mại dịch vụ là 2.200 ha. Trong đó thì thị xã Trơn Thành chú trọng về phát triển hạ tầng giao thông từ năm 2024 đến 2026. Và trước mắt video của Trọng Thơ đây là văn phòng công chứng Trơn Thành quý vị nha. Đây là nằm trong trung tâm hành chính của thị xã Trơn Thành quý vị ạ. Đấy, nằm trong trung tâm hành chính của thị xã Trơn Thành luôn. Và ở đây quý vị có thể nhìn thấy cái khung cảnh là trước mặt chúng ta là văn phòng đăng ký đất đai. Đó, văn phòng đăng ký đất đai thị xã Trơn Thành. Thì đây số lượng xe, số lượng người dân về đây làm tất cả các thủ tục về bất động sản như là chuyển nhượng, rồi làm sổ mới, rồi thừa kế, rồi tách thửa, rồi nhập thổ cư. Thì tất cả chúng ta đều qua văn phòng một cửa như vị nha. Quý khách là chúng ta quan tâm tới bất động sản tại khu vực trung tâm hành chính thị xã Trơn Thành, khu vực các phường của thị xã Trơn Thành và đặc biệt là đất BKMX Trơn Thành Bình Phước, gọi ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để trên trang cá nhân.
Hẹn lại quý khách hàng tại khu công nghiệp và đô thị BKM Trường Thành Bình Phước và chúc cả nhà chúng ta thành công.